Thưa quý vị và các bạn, vùng xanh, từ khóa mới được nhắc đến nhiều trong những ngày gần đây, đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung về hiệu quả và nguyên tắc hoạt động của mô hình này. Xây dựng vùng xanh trong cuộc chiến chống COVID-19 đang là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ sự an toàn ở những vùng chưa có dịch, giảm các vùng có dịch và tiến tới có thêm nhiều khu vực an toàn. Ghi nhận sau đây tại Hà Nội sẽ cho quý vị và các bạn thấy rõ điều này. Tổ kiểm soát trên phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tất cả chủ các phương tiện đi qua đây đều phải dừng lại xuất trình giấy tờ hợp lệ cũng như khai báo y tế đầy đủ, kể cả những người có hộ khẩu trong khu phố. Những người không đầy đủ giấy tờ đều buộc phải quay đầu xe. Mô hình tổ dân phố xanh thì hàng xóm xung quanh nhà tôi người ta rất là ngại đi ra ngoài. Đấy thì cứ mỗi lúc đi qua lại ký, đi vào lại ký thì mọi người hạn chế đi ra ngoài hơn. Đây là mô hình tổ dân phố xanh trên quy mô cấp phường đầu tiên ở Hà Nội, áp dụng tại các khu vực tổ dân phố chưa có dịch COVID-19. Cùng với các chốt chặn, lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân hạn chế ra đường và tuân thủ giãn cách đúng quy định. Những khu chợ lưu động ngay trong tổ dân phố như thế này cũng được thành lập để mọi người không phải đi xa. Thực phẩm này là người của tổ dân phố, nguồn thịt, nguồn thực phẩm được xác minh rõ và nhân viên được tiêm chủng. Cho nên là lượt để bảo vệ cái đời sống của nhân dân, chứ còn bây giờ mà vào trong Nghĩa Tân cũng phức tạp. Sang chợ khác cũng phức tạp, cho nên là mình tự cung, tự cấp. Phường đã triển khai là 20 tổ dân phố xanh trên địa bàn của phường, và đặc biệt là cũng có 6 chốt trực chính và 28 chốt trực phụ. Thì các chốt trực chính đều được phân công, phân nhiệm cho các thành viên trong ban chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể của phường, đặc biệt là sự vai trò vào cuộc tích cực của tổ COVID cộng đồng. Còn tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội, tại gần 400 tổ dân phố, tất cả các trường hợp không phải người sinh sống tại đây cũng như không có lý do chính đáng đều bị từ chối qua chốt vào vùng xanh. Trừ những trường hợp cấp thiết và bất khả kháng như đưa người nhà đi cấp cứu. Thì thôi, các bác mua một là gọi người quen ra, hai là mình sẽ quay đầu. Đấy, lấy lý do khác mình tự vào. Thì mình cũng không có cái gì, các bác làm cũng đúng thôi. Lực lượng phụ trách tại các chốt bảo vệ vùng xanh ngoài tổ COVID-19 cộng đồng còn có sự tham gia của chính người dân. Với phương châm phòng hơn chống, chủ động bảo vệ những khu vực không có dịch COVID-19. Thời gian qua, mô hình vùng xanh tự quản cũng đã được nhiều cấp chính quyền quyết liệt triển khai nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh. Nguyên tắc hoạt động của vùng xanh là chỉ cho phép người sinh sống ở trong vùng xanh được ra ngoài đi chợ, đi làm. Còn với người ở khu vực khác, không tuân thủ biện pháp 5K, không có giấy tờ, sẽ không được vào. Tại khắp các khu vực an toàn trong nội đô và khu vực ngoại thành, người dân đều chủ động sáng tạo lập chốt cứng hoặc chốt mở, bảo đảm an toàn cho khu vực mình sinh sống. Đảm bảo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện nghiêm nhất. Trong chỉ đạo cũng khuyến cáo là kể cả khi mà Hà Nội dịch đã được khống chế mà chúng ta không phải thực hiện chỉ thị 16 nữa, thì chúng tôi vẫn khuyến khích những điểm vùng xanh như thế này nếu có điều kiện. Đối với địa bàn phường Phúc Xá, chúng tôi có 9 địa bàn dân cư, thì hiện nay cũng đã thiết lập được 7 khu vực là vùng xanh an toàn. Trong đấy thì không có những người bị nhiễm COVID, cũng không có những người F1, F2. Và từ đó thì người dân từng bước một vừa nâng cao ý thức với trách nhiệm với cộng đồng, vừa bảo vệ an toàn cho chính họ và cộng đồng xung quanh của mình. Trong văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho 3 vùng: vùng xanh, vùng da cam, vùng đỏ. Theo đó, vùng xanh là khu vực không có dịch. Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch 5K, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản, thành lập chốt bảo vệ vùng xanh. Chính quyền cơ sở thường xuyên tuyên truyền, kiểm soát việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh. Vùng da cam là khu vực có nguy cơ, các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Cán bộ, công chức, người lao động, người dân nghiêm túc chấp hành việc khai báo y tế bằng mã QR code. Chính quyền phê duyệt phương án phòng chống dịch, chỉ cho hoạt động khi bảo đảm các quy định phòng chống dịch. Kiểm tra, giám sát qua tiếp nhận ý kiến giám sát của nhân dân. Vùng đỏ là khu vực phong tỏa, cách ly. Người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của chính quyền. Chính quyền quyết định các biện pháp phong tỏa, cách ly phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và nguy cơ. Chủ động các biện pháp cao hơn, đảm bảo khống chế dịch bệnh không lây lan trong khu vực và kiểm soát khống chế trong thời gian ngắn nhất.
hiện nay nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đang triển khai nhân rộng mô hình vùng xanh, an toàn, bảo vệ những vùng chưa có dịch của thủ đô. Với những hiệu quả bước đầu, mô hình này đang được kỳ vọng góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Các mô hình bảo vệ vùng xanh khi được triển khai tốt sẽ góp phần rất lớn trong việc bảo vệ thành quả chống dịch suốt thời gian qua. Vùng xanh an toàn còn là điều kiện để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi gia đình đối với xã hội, cùng nhau chung tay đồng lòng chiến thắng dịch bệnh. Chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.